Hello quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ bảy ngày 28 tới tháng 10 năm 2023. Chúc quý vị một ngày thứ bảy cuối tuần an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trước hết thì tôi xin thông báo ngày mai sẽ là ngày rằm tháng 9 âm lịch. Anh chị cô chú bác bà con nào ăn chay thì chuẩn bị nhé. Rồi, trong phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, nhanh, gọn, quan trọng trong ngày, bao gồm những nội dung sau đây. Chiến sự ở Trung Đông, dải Gaza đã biến thành những cái đống bê tông đổ nát dưới mưa bom bão đạn sau 3 tuần lễ, quý vị ơi. Nội dung thứ hai, hàng ngàn, hàng chục ngàn người dân California bị bắt buộc trở thành vô gia cư và phải sống trong những chiếc xe di động, những cái túp lều, những cái lùm cây vì cái lý do này. Và nội dung cuối cùng liên quan tới châu Âu dậy sóng gần 2 năm, Trung Đông dậy sóng sau 3 tuần lễ, bây giờ tới phiên châu Á, rầm rộ Trung Cộng báo động sẽ đánh Đài Loan, xóa sổ Đài Loan. Vì sao, tại sao? Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của quý vị đến với tất cả mọi người, cũng như bà con, cô chú, bác nào chưa nhấn nút đăng ký thì please ủng hộ tinh thần cho Tony bằng cách là nhấn nút đăng ký để nhận được những cái video mới nhất trong channel của Tony Lê nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới châu Á. Hiện tại bây giờ thì châu Âu đang dậy sóng, Trung Đông đang dậy sóng, bây giờ tới phiên châu Á chuẩn bị dậy sóng nào quý vị ơi. Riết rồi, trên cái quả địa cầu này hầu như chỗ nào nó cũng dậy sóng hết. Đây, mời quý vị nghe kỹ nha. Đây, thì trong lúc mà chú Bảy, tổng thống đất nước Mỹ đang lo sốt gió vì châu Âu và Trung Đông, thì bây giờ vào ngày hôm qua Trung Cộng bắt đầu mâm me rình rập để khởi động một cái cuộc chiến tranh. Đây, vào ngày hôm qua Trung Cộng cảnh báo, cáo buộc chính quyền Đài Loan đang đẩy cái hòn đảo Đài Loan đi vào cái vùng nguy hiểm và nguy cơ xung đột. Vì sao, tại sao? Đây, thì vào ngày hôm qua Bộ Quốc phòng Trung Cộng cho biết là hiện tại bây giờ chính quyền của hòn đảo Đài Loan đang đẩy cái hòn đảo này đi vào cái vùng chiến tranh xung đột nguy hiểm, tại vì trong suốt thời gian vừa qua Đài Loan đã mua vũ khí từ Mỹ, tích lũy vũ khí, mua vũ khí để sẵn sàng chống lại cái cuộc xâm lăng của Trung Cộng. Và cái điều này Trung Cộng nó không có chấp nhận, tại vì Trung Cộng nó nói như thế này: Đài Loan là lãnh thổ không thể nào tách rời của Trung Cộng và cần được thống nhất bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực. Ok, thì trong suốt thời gian vừa qua Bắc Kinh đã tăng cường áp lực ngoại giao và quân sự với Đài Loan, tức là bằng cách là điều động các máy bay, tàu chiến quanh hòn đảo Đài Loan và xâm nhập vào cái đường không phận của Đài Loan. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng đã cảnh báo Mỹ nhiều lần là đừng có xíu vào chuyện của Đài Loan, đừng có bán vũ khí, đừng có hỗ trợ gì cả, tại vì Đài Loan là thuộc của Trung Cộng, muốn làm gì với Đài Loan thì phải hỏi qua Bắc Kinh. Ok, nhưng Mỹ thì một tay á, thì ok công nhận một Trung Cộng, một tay thì no bán vũ khí cho Đài Loan. Cho nên bao ngày hôm qua Bộ Quốc phòng Trung Cộng tự nhiên đùng một cái cảnh báo Đài Loan là như thế này: ê, mày chuẩn bị đi vào cái cuộc xung đột nguy hiểm đó, mày chuẩn bị xóa sổ khỏi cái hòn đảo đó, vân vân và vân vân. Nguy hiểm quá quý vị ơi. Hiện tại bây giờ loài người chúng ta đang đối mặt với hai cuộc chiến, một cuộc ở châu Âu và một cuộc ở Trung Đông, chưa có cái dấu hiệu hạ nhiệt, chưa có cái dấu hiệu chấm dứt. Bây giờ nếu mà châu Á nó xảy ra chiến tranh nữa thì loài người chúng ta sẽ ra sao đây? Rồi, đó là cái nội dung thứ nhất liên quan tới tình hình ở châu Á. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới chảo lửa Trung Đông. Đây, mời quý vị nghe kỹ nha. Sau khi Hamas nó khởi động một cái cuộc tấn công bất ngờ vào Israel bằng ba hướng: trên không, đường biển và đường bộ. Ok, thì sau đó, đây,
Vào ngày hôm qua, theo như ảnh vệ tinh từ trên trời chụp xuống cho thấy, sau gần 3 tuần lễ chiến sự giữa Israel và Hamas xảy ra, thì bây giờ cái dải Gaza nó đã tan hoang và đổ nát. Tất cả những cái tòa nhà đã bị sập. Coi như ở cái nơi này nó giống như một cái thời mà bình địa đó quý vị. Cái thời mà từ ngàn năm về trước á, dưới mưa bom bão đạn, tất cả mọi thứ bây giờ nó là bê tông sắt vụn hay là xi măng gì đó, nó đổ sạch sẽ hết, nó sập hết tất cả. Ok, ảnh vệ tinh do Mossad và Planet công bố cho thấy tất cả các thành phố, các thị trấn ở cái dải Gaza bây giờ đã bị tàn phá nặng nề sau gần 3 tuần lễ chiến sự giữa Hamas và Israel bùng phát. Rầm rộ những cái tên lửa của Israel đã dội vào đây hầu như là FBD trong 3 tuần lễ vừa qua. Bây giờ quý vị thấy ở cái nơi này nó không có đất, okay, nó rất là chật hẹp, mà bây giờ nó còn trở thành xi măng, bê tông sắt vụn nữa, thì dĩ nhiên rồi, nhìn thấy ghê lắm quý vị. Nhìn giống như là 1.000 năm về trước mà loài người chúng ta chưa có phát triển đâu quý vị nha. Thì theo như Liên Hiệp Quốc cho biết là hàng ngàn người đã chết rồi trong cái thời gian vừa qua. Hàng ngàn người dân vô tội đó quý vị đã chết, và hàng triệu người đã bỏ của chạy lấy người. Và bây giờ thì hàng triệu người ở trong cái dải Gaza không có chỗ ăn, chỗ ở. Rồi chưa hết đâu quý vị, xác thì nó chất thành núi, máu thì nó chảy thành sông. Rầm rộ các bệnh viện, trường học bây giờ không chứa xác chết đó, bây giờ không còn chỗ để chứa nữa. Hầu như là bây giờ cả luôn bệnh viện người ta cũng lấy để làm thành cái nhà xác đó, tức là chứa xác chết đó, tức là không còn cái chỗ nào để chứa xác chết được nữa. Liên Hiệp Quốc đang kêu gọi hai bên Israel và Hamas nên ngừng quánh nhau, vì nhân đạo, vì loài người, đừng quánh nhau nữa. Tại vì sao? Không cần biết lý do gì mà hai bên quánh nhau như thế này thì người dân thường sẽ là chịu ảnh hưởng nặng nề. Bất kỳ một cái cuộc chiến nào nó xảy ra thì người dân thường là cái người mà bị ảnh hưởng nặng nề nhất đó quý vị ơi. Và đó là cái nội dung thứ hai. Bây giờ từ Trung Đông chúng ta sẽ đi ngược lại đất nước Mỹ. Và đây là tình hình của cuộc sống người dân Mỹ hiện tại, thực tế, ngay tại cái thời điểm này và trong 3 năm vừa qua. Quý vị nghe kỹ nha. Thực tế hiện tại, ngay tại cái thời điểm này đây, trong suốt 3 năm vừa qua, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đắc cử và vào tòa Bạch Ốc, thì đất nước Mỹ của chúng ta, nền kinh tế thì bị lao xuống vực thẳm, vật giá thì lên tới nóc nhà, lạm phát thì lên tới nóc nhà, tiền lãi suất lên tới nóc nhà, tệ nạn xã hội lên tới nóc nhà, di dân lậu lên tới nóc nhà, thất nghiệp thì nó tràn lan đại hải, công ty hãng xưởng thì bỏ của chạy lấy người. Bỏ của chạy lấy người là gì? Sập tiệm, bán không ai mua, phải đóng cửa, bỏ cửa chạy. Đó, kể rồi chưa hết đâu quý vị. Thuế má thì cao ngút ngàn, nợ công thì lên tới nóc nhà. Alright, đây quý vị nghe kỹ đây. Thì vào ngày hôm qua tại thành phố Los Angeles, theo như một cuộc khảo sát cho thấy, 2 năm trở lại đây, người dân ở tiểu bang California đã bị bắt buộc trở thành vô gia cư. Lý do gì, sao, tại sao? Đây, mời quý vị nghe kỹ nha. Đây, lý do là tại vì nhà cửa đắt đỏ quá, tiền lãi suất tăng cao quá, thuế má tăng cao quá, và vật giá tăng cao quá, đã làm cho hàng ngàn, hàng chục ngàn người dân tự động, đây quý vị nghe kỹ, tự động đang sở hữu một căn nhà rồi trả tiền nhà không nổi, bị bắt buộc trở thành vô gia cư. Và bây giờ thì quý vị thấy người vô gia cư ở thành phố Los Angeles, người ta sống đây bên hai lề đường, trong những chỗ parking của chợ búa hay là trường học gì đó, chưa hết đâu. Rồi bây giờ người ta sống ngoài lề đường như vậy, với những cái túp liều người ta tự dựng lên, hay là những cái túp liều mua trong chợ đem ra để dựng lên. Bây giờ người ta cảm thấy là nóng quá rồi, cái gì đó. Rồi sau đó người ta đi xin tiền, rồi bắt đầu cái người ta tích lũy. Bây giờ người ta mua những cái chiếc xe di động để người ta sống trong đó, trở thành vô gia cư mà ở trong xe di động đó quý vị. Bây giờ nó cũng đậu đầy đường trong tất cả các parking của trường học, của chợ búa hay là hai bên đường đây. Mời quý vị nghe kỹ nha. Thì vào ngày hôm qua, theo như một cái cuộc khảo sát,
thì cho thấy là những người vô gia cư người ta chia sẻ như thế này: tôi trở thành người vô gia cư vì không trả nổi tiền nhà, và cuối cùng tôi phải sống trong những túp lều, trong những bụi cây, hoặc là bất kỳ chỗ nào tôi có thể sống. Rồi sau đó tôi đi xin tiền và tôi tích lũy hàng ngày. Cuối cùng thì tôi mua được chiếc xe RV, là xe di động đó quý vị. Ok. Rồi sau đó tôi dọn vào chiếc xe RV, tôi đậu bên lề đường để tôi sống, để tôi có chỗ che nắng, che mưa, vân vân và vân vân. Và những người này tầm khoảng 25 tuổi đến 40 tuổi. Và cái lời chia sẻ này là của cô Mechi. Năm nay cô 37 tuổi. Cô là người sinh đẻ trên cái đất nước Mỹ này. Okay. Cái chiếc RV của cô nằm trong số hàng ngàn chiếc xe đậu dọc lề đường ở cái con đường Forest Lawn ở Burbank, đối diện hãng phim Warner Studio. À ghê, tức là rầm rộ cái khu mà nó gọi là Hollywood đó, rất là nhiều homeless, rất là nhiều những chiếc xe RV này nó đậu ngoài đường, nó sống toàn là người homeless không đó quý vị nha. Gần đây thì khoảng 1/3 người dân California hiện đang sống ở cái mức nghèo khổ hoặc mức nghèo khổ nhất ở trong suốt thời gian vừa qua. Thì trong đó thành phố Los Angeles thì có tỷ lệ nghèo khổ cao nhất tiểu bang của California. Đó quý vị thấy chưa? Tại vì giá nhà cao quá, tiền lãi suất cao quá, người ta sở hữu căn nhà sau đó người ta đùng một cái người ta không làm ra tiền, người ta không trả tiền nhà nổi. Bị kéo nhà, bị lấy nhà, trở thành vô gia cư. Rồi sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ bảy, tôi được cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình chiến sự ở Trung Đông cũng như là tình hình của đất nước Mỹ. Tôi được cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Lì nếu thấy thông tin nó hay, bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau xem nha. Have a good day. Thank you.